Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi công xây dựng khu công nghiệp Thuận Thành 3, phân khu B, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ứng dụng công nghệ cao hướng phát triển của nông nghiệp bền vững tại Ninh Bình. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Quân ở thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên khắc tinh của rắn độc. Thành phố Hải Dương xây dựng câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp Thuận Thành 3, phân khu B tại huyện Thuận Thành. Khu công nghiệp Thuận Thành 3 được duyệt vào danh mục các khu công nghiệp ưu tiên thành lập mới theo văn bản số 1546 ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam với diện tích 300 ha và được điều chỉnh quy hoạch phát triển lên 504 ha theo văn bản số 1511 ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, phân khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh làm chủ đầu tư, bao gồm khu công nghiệp có diện tích trên 300 ha, khu đô thị phục vụ khu công nghiệp có diện tích trên 73 ha. Dự án thuộc địa phận các xã Thanh Khương, Đại Đồng Thành, Sông Hồ, Gia Đông, Đình Tổ và Hoài Thượng của huyện Thuận Thành. Tính chất của khu công nghiệp tập trung cho các dự án sử dụng công nghệ cao, có dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường như cơ khí lắp ráp điện tử, chế biến nông lâm sản, dệt may và sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng, điện sinh học. Với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, đến nay dự án đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đã giải phóng được 64,7 ha, trong đó 19,5 ha khu đô thị và 45,2 ha khu công nghiệp. Kế hoạch tiếp theo là 73 ha theo quyết định số 781 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và xây dựng cơ sở hạ tầng theo từng giai đoạn được phê duyệt, dự kiến đến năm 2019 sẽ đưa vào khai thác sử dụng. Khi đi vào hoạt động khu công nghiệp Thuận Thành 3, phân khu B được kỳ vọng đưa Thuận Thành trở thành thủ phủ vùng phía Nam Sông Đuống, thị xã vệ tinh của tỉnh, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh Bắc Ninh nói chung, huyện Thuận Thành nói riêng, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Ông Nguyễn Xuân Tịnh, thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, mỗi năm thu 200 triệu đồng từ trồng bưởi. Nhận thấy cây bưởi có hiệu quả kinh tế cao, ông Tịnh đã tìm hiểu kỹ thuật cách chăm sóc qua sách báo và mô hình trồng bưởi của các nhà vườn tại một số xã lân cận. Năm 2003, ông chuyển đổi toàn bộ gần 2 mẫu vườn và ao đầu tư vào trồng 400 gốc bưởi, trong đó 350 gốc bưởi diễn, 50 gốc bưởi hoàng. Chỉ sau 3 năm, diện tích bắt đầu cho thu hoạch và đến nay cho thu nhập đều. Do có kinh nghiệm lâu năm trong trồng bưởi nên bưởi nhà ông sai quả, mẫu mã đẹp và được giá. Theo ông cho biết, mặc dù mới bước vào vụ nhưng thương lái trên địa bàn huyện đã đến đặt mua toàn bộ diện tích bưởi hoàng với giá 27.000 đồng một quả. Ước tính vụ bưởi năm nay trừ chi phí gia đình ông thu lãi 200 triệu đồng. Trước bối cảnh lao động trong lĩnh vực nông nghiệp bị giảm thì ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đang là giải pháp nhằm nâng cao giá trị, chất lượng nông sản và thu nhập cho nông dân. Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa thân thiện với môi trường. Khắc phục tình trạng thiếu lao động và tiết kiệm được chi phí đầu vào, anh Đỗ Văn Quyên ở xã Yên Phong, huyện Yên Mô đã đầu tư trên 300 triệu đồng mua máy đóng bịch, hệ thống sấy hấp khử trùng bịch nấm. Với tổng diện tích trên 4.000 m2, mỗi năm gia đình cung ứng ra thị trường trên 30 tấn nấm sò, nấm mỡ, mộc nhĩ. Do sản xuất theo hướng an toàn nên sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, trừ chi phí thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng một năm. Đưa cái hệ thống máy đóng bịch này vào thì nó cũng giảm cái chi lao động. Thứ trước tiên là cái lao động, thứ hai là cái chi phí về công đóng rất nhiều. Vì bây giờ một cái máy này so với người đóng là giảm 10-20 lao động. Làm cái nấm này thì nó đem lại cái hiệu quả cho gia đình rất tốt. Để phát triển bền vững, cần ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Xác định rõ điều đó, ngành nông nghiệp Ninh Bình đã tham mưu với tỉnh ban hành Nghị quyết 37/2016 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020. Với những mô hình, dự án công nghệ cao được hỗ trợ từ 200
đến 500 triệu đồng. Các công ty doanh nghiệp được tạo điều kiện về đất, vốn để đầu tư sản xuất. Sau 2 năm thực hiện, đã có 270 mô hình dự án công nghệ cao gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm được hỗ trợ với tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Các mô hình đã bước đầu cho hiệu quả và có tiềm năng nhân rộng như vùng lúa hữu cơ Khánh Trung, Khánh Thành, rau an toàn Khánh Cường, Khánh Hội và một số vùng sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng. Thời gian tới, Ninh Bình tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại quỹ đất, sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm chủ lực, trong đó chú trọng đến liên kết vùng, chỉ đạo nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Phát triển các mô hình dự án công nghệ cao không những giúp giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn thay đổi tư duy sản xuất, mở ra hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững. Không chỉ luân canh từ 3 đến 4 vụ một năm, các hội thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Ngọc Thịnh, xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình còn tiếp thu phương thức trồng cây màu an toàn, thân thiện với môi trường. Chỉ có 2 lao động, vợ chồng ông Đoàn Quang Ngoãn, đội sản xuất số 1 hợp tác xã Ngọc Thịnh, xã Thái Nguyên vẫn gieo trồng hơn 3 sào ớt. Sở dĩ hai ông bà quán xuyến được công việc là bởi quá trình sản xuất được áp dụng quy trình kỹ thuật mới, giảm đáng kể ngày công lao động. Chúng tôi phải kéo cuống cao để chống lũ và phủ áo mưa ni lông đen trắng này để cỏ không mọc. Thế cái ớt này thì về nông nghiệp chúng tôi thì không có gì bằng cái ớt. Nó năm nào mà được mùa ra thì cũng được khá từ 25 đến 30 triệu một sào. Diện tích trồng ớt vụ thu đông của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Ngọc Thịnh, Thái Nguyên là 15 hecta. Toàn bộ diện tích được áp dụng phương pháp ươm bầu, trồng từ tháng 7 đến tháng 11 thì cho thu hoạch liên tục đến khoảng tháng 4 và tháng 5 năm sau. Không chỉ có cây ớt, các hộ thành viên hợp tác xã còn trồng xen cây màu ngắn ngày để tăng thu nhập. Hiện nay, các hộ thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Ngọc Thịnh tiếp tục ươm bầu cây giống để trồng tiếp 5 hecta ớt trên diện tích sau thu hoạch lúa mùa sớm theo phương thức luân canh tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác. Toàn tỉnh Nam Định hiện có trên 10 hợp tác xã chuyên về nuôi trồng thủy sản với hàng trăm hộ tham gia liên kết thành lập hợp tác xã. Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở các địa phương đã được khẳng định rõ. Với vai trò đại diện tập thể, các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản đã đứng ra giúp thành viên tiếp cận dễ dàng hơn với các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Điển hình như ở hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, hợp tác xã khai thác thủy sản Ngọc Lâm, huyện Nghĩa Hưng, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tây Chùa, xã Yên Trung, huyện Yên. Hàng năm các hợp tác xã cung cấp con giống có chất lượng, năng suất, giá trị kinh tế cao cho các hộ nuôi trồng thủy sản như cá chép lai ba máu, rô phi đơn tính, cá trôi, cá mè, cá chấm đen, tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá song. Kết hợp với cung cấp thức ăn nuôi trồng thủy sản, trên nguyện vọng và nhu cầu chung, các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản còn huy động các nguồn lực để mở đại lý thức ăn thủy sản. Trước hết là để phục vụ cho các thành viên trong hợp tác xã và sau đó là cho các hộ nuôi trồng tại địa phương. Thông qua dịch vụ của hợp tác xã, các hộ thành viên có thể mua thức ăn nuôi trồng thủy sản rẻ hơn từ 10 đến 12% so với mua giá trên thị trường. Nhờ sự hợp tác cùng nhau làm kinh tế, đến nay hầu hết các hộ thành viên của các hợp tác xã có doanh thu bình quân hơn 150 triệu đồng một năm trở lên. Cá biệt có những hộ đạt từ 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, gần 40 năm qua, nhờ biệt tài chữa rắn cắn, ông Nguyễn Văn Thông sinh năm 1960, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã cứu chữa cho trên 100 người là nạn nhân của rắn độc qua cơn nguy kịch và trở thành khắc tinh của rắn độc nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh. Năm 1979, khi đang thực hiện nghĩa vụ tại vùng biên giới Quảng Ninh, ông Thông đã được một người thầy lang gốc Hoa truyền dạy cho bài thuốc trị rắn độc cắn. Rời quân ngũ trở về quê hương năm 1983, từ đó đến nay, bài thuốc quý này đã theo ông rong ruổi trên khắp cánh đồng hoang để hành nghề bắt rắn cũng như cứu chữa cho rất nhiều người qua khỏi lưỡi hái tử thần. Chỉ tính riêng trong thôn Tử Dương, đã có 10 người được ông Thông cứu giúp kịp thời qua cơn nguy kịch đến tính mạng, trở về với cuộc sống bình thường. Thậm chí có trường hợp còn 2 lần được ông Thông cứu giúp. Trường hợp của ông Đặng Đức Hùng sinh năm 1962 là một ví dụ điển hình. Tôi thì bị 2 lần bị rắn cắn rồi, thì đều lấy thuốc lam của chỗ bác Thông. Thì khi bị rắn cắn thì rất là buốt vào cái tay này, nó sưng tay đẫy lên,
nhưng mà uống thuốc sau của bác Thông, bác đắp cho vừa uống vừa đắp trong khoảng một tuần thì nó sẽ nhận gì là sức khỏe là khỏe. Chúng tôi là rất tin tưởng cái thuốc của bác Thông. Không những chỉ giúp những người tại địa phương mà ông Thông còn cứu khoảng 60 trường hợp bị rắn cắn là người trong tỉnh. Ngoài ra, khoảng thời gian 10 năm làm kinh tế trên huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cũng có trên 30 trường hợp tìm đến ông Thông nhờ chữa rắn độc cắn. Suốt gần 40 năm qua, chưa có một trường hợp nào bị rắn cắn tìm đến ông mà không qua khỏi. Không may mà bị rắn cắn là sơ cứu ban đầu là phải gado vào, vết cắn vào, xong lặn bớt cái máu độc ra, rồi đến nhanh như những người ta điều trị được thì để người ta lấy thuốc, người ta cho uống, người ta đắp vào thì người ta cởi gado ra thì nó không bị hoại từ phần dưới, thế rồi chữa nó nhanh khỏi. Nổi tiếng về khả năng bắt rắn và trị rắn cắn, ông Thông còn được rất nhiều công ty lớn thuê để bắt rắn, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích tại các cơ sở. Có nghề chữa rắn cắn, nhưng ông không hành nghề kiếm sống mà chỉ cứu giúp thiên hạ. Ông Thông đã trở thành ân nhân của rất nhiều người, luôn được bà con xóm làng yêu mến. Với tinh thần hiến máu cứu người, hơn 400 tình nguyện viên đã tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, được tổ chức mới đây. Những tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Yên Mô đã tích cực tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Nhiều tình nguyện viên là những người đã tham gia hiến máu từ lần thứ hai trở lên. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho tình nguyện viên và cán bộ, y bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương làm việc. Hoạt động hiến máu nhân đạo có ý nghĩa quan trọng là nguồn cung cấp máu cho bệnh viện để cứu chữa bệnh nhân. Do đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Mô xác định thực hiện tốt công tác vận động nhân dân hiến máu, thể hiện nghĩa cử cao đẹp đúng theo khẩu hiệu hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng. Là nơi ban đầu tiếp nhận bệnh nhân đến khám, tư vấn điều trị, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Là khoa lâm sàng có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận người bệnh đến điều trị khám bệnh, các bệnh ngoại trú, chọn lọc vào điều trị nội trú các trường hợp bệnh nhân nặng hơn, quản lý điều trị các bệnh nhân mãn tính, đồng thời tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Thời gian qua, khoa luôn chú trọng tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, chẩn đoán nhiều kỹ thuật chuyên sâu như chẩn đoán ung thư sớm, các chuyên khoa mắt, răng, tai cũng như các bệnh không lây nhiễm khác. Bên cạnh đó, khoa khám bệnh cũng là một trong những khoa tiên phong cho việc ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến quy trình khám bệnh, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Quy trình được rút ngắn còn 3 bước, một chiều, một cửa. Xây dựng niềm tin đã khó, giữ vững niềm tin còn khó khăn hơn nhiều. Với sự nỗ lực của tập thể 65 cán bộ, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh vẫn đang giữ vững và không ngừng phát huy, làm chủ kỹ thuật, đặc biệt không ngừng thay đổi cách làm hài lòng người bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các gia đình, dòng họ trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tham gia. Từ đó không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện. Toàn huyện Yên Khánh có 315 dòng họ thì có trên 89% đăng ký dòng họ học tập. Các dòng họ đều đã xây dựng được quỹ khuyến học và có nội dung quy ước khen thưởng. Để phong trào khuyến học khuyến tài đạt hiệu quả cao, từ năm học 2017 đến nay, huyện Yên Khánh đã xây dựng mô hình cộng đồng học tập cấp xã để tạo điều kiện cơ hội cho mọi người được học tập. Nhiều câu lạc bộ, thư viện, tủ sách, các nhà trường, các xã được xây dựng tạo nên sự lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện ngày càng cao, không còn tình trạng học sinh bỏ học. Với sự quan tâm của mỗi gia đình, dòng họ địa phương tới công tác khuyến học đã kịp thời phát hiện, vun bồi và nâng bước những tài năng góp phần đưa huyện Yên Khánh hoàn thành tiêu chí về giáo dục và đào tạo, trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018 này. Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng câu lạc bộ phát triển bền vững, công tác gia đình ở thành phố Hải Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua 3 mô hình chính là câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và câu lạc bộ thông tin giáo dục đạo đức lối sống đã tạo sức lan tỏa đến cộng đồng dân cư và trong mỗi gia đình.
Hiện nay với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức hội đoàn thể, công tác gia đình ở thành phố Hải Dương đã đạt được những kết quả tốt. Thành lập phố luôn duy trì hoạt động trên 60 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, xây dựng 115 địa chỉ tin cậy, 235 nhóm hòa giải để người dân trao đổi, cung cấp thông tin và trực tiếp tham gia công tác phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, thành phố còn nhân rộng thêm mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại các phường xã. Những phường có mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả là Nguyễn Trãi, Thanh Bình, Trần Phú, Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn, Lê Thanh Nghị, Tân Bình và hai xã An Châu và Thượng Đạt. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hải Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, giảm thiểu hành vi và số vụ bạo lực gia đình xảy ra. Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống xâm hại trẻ em và người lớn dưới 18 tuổi. Theo thống kê, từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã xảy ra 24 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 8 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 6 vụ xâm hại sức khỏe, 1 vụ hành hạ người khác, 1 vụ giết người. Công an thành phố đã bắt xử lý 40 người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật là do sự tác động lôi cuốn từ các trò chơi điện tử trên mạng, các trò chơi thiếu lành mạnh tràn lan trong thế giới game. Riêng phường Minh Khai, 2 năm qua trên địa bàn phường, không xảy ra vụ phạm tội xâm hại trẻ em nào và không có trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề như chú trọng công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm trẻ em, vai trò của tổ dân phố trong việc phòng ngừa và bảo vệ xâm hại trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động vui chơi lành mạnh trong đoàn viên thanh niên. Thông qua buổi tọa đàm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho các phụ huynh và chính các em, xây dựng cho các em có môi trường sống, học tập, vui chơi lành mạnh. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình đã ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 200 tình nguyện viên là hội viên phụ nữ, đoàn viên nhân dân và quần chúng nhân dân, đã tham gia cắt cỏ, thu gom rác thải và diễu hành tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch. Những năm gần đây, môi trường nông thôn chịu nhiều áp lực từ sản xuất nông nghiệp, đô thị hóa và hoạt động sinh hoạt của người dân. Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm nay nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Vụ mùa này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên đã triển khai mô hình xử lý rơm và gốc xạ bằng chế phẩm vi sinh Sumichi, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Mô hình được triển khai ở 12 xã của 8 huyện trên địa bàn tỉnh với quy mô 600 ha từ tháng 6 năm 2018. Sau khi thu hoạch xong vụ lúa xuân, bà con dùng chế phẩm vi sinh Sumichi trộn với cát, đất bột hoặc phân bón rải đều trên ruộng trước và sau khi dập xạ lần đầu. Mô hình nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận nhanh với những tiến bộ khoa học mới, hạn chế bệnh nghẽn rễ và vàng lá ở lúa mùa, đồng thời bổ sung phân hữu cơ, tăng độ phì của đất, tạo thói quen cho người dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch, góp phần bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy, lúa trong mô hình có bộ rễ phát triển mạnh, cứng lá, sinh trưởng và phát triển tốt. Từ năm 2010, công ty cổ phần Seraphim Hải Dương đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng để thực hiện việc xây dựng nhà máy xử lý rác Seraphim Hải Dương. Cho đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục như hai lò đốt rác, hệ thống thiết bị lọc phân loại rác, hệ thống xử lý nước tuần hoàn, tái chế dầu từ cao su và hệ thống tái chế hạt nhựa. Để nâng cao hiệu quả công tác xử lý rác thải, công ty tiếp tục đưa lò đốt rác số 3 có công suất 2,5 tấn một giờ vào hoạt động, nâng tổng công suất của 3 lò đốt lên 8 tấn một giờ. Ngoài ra, đưa vào hoạt động các hệ thống phân loại tách lọc rác sơ bộ, lò đốt rác công nghệ NQK, nhà xưởng tiếp nhận rác, ủ và phân loại rác, hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả trong quá trình xử lý rác thải. Tổng giá trị đã đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý rác Seraphim Hải Dương đến nay là 104 tỷ đồng, tăng 7,6 tỷ đồng so với tổng vốn đăng ký đầu tư. Như vậy, công ty đã cơ bản đầu tư hoàn thành dự án đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận và xử lý trên 200 tấn rác thải sinh hoạt một ngày đêm. Từ khi đi vào sản xuất, công ty đã tiếp nhận và xử lý trên 350.000 tấn rác thải sinh hoạt và thực hiện xử lý rác sinh hoạt của hai xã Tuấn Hưng và Cổ Dũng thuộc huyện Kim Thành. Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa phá thành công chuyên án khởi tố hai đối tượng.
gây ra 21 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Các đối tượng trên là Ngô Đình Tuyến, 26 tuổi, ở xã Chí Quả, huyện Thuận Thành và Trần Văn Thạch, 29 tuổi, ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tuyến và Thạch đều không có nghề nghiệp ổn định, thường rủ nhau đi lang thang qua các khu nhà trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, hai đối tượng quen nhau trong thời gian chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Khi ra tù, ngựa quen đường cũ, hai đối tượng rủ nhau trộm cắp xe máy để lấy tiền ăn chơi và tiêu xài. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã thu 9 xe tang vật và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.